Lan với anh Liêm xuống trạm xe bát ở chợ Bến Thành. Bây giờ mình lội vô đi chợ nha. Rồi đi vào, đi dạy vô đây. Chợ cá, chợ thịt đồ trong ngoài mép ngoài. Bắn câu ra. Ồ đúng rồi đó, hồi mua, chút mua. Chút mua, vô trong đi. Nói chung vô trong này thì ta bán trái cây cao cấp, anh hiểu không? Đồ ăn, Lan đang vô chợ Bến Thành nha. Đồ ăn nè. Vô. Nước ép một lần đưa uống ở đây nè. Wow, đồ ăn. Đồ ăn có kìa. Ừ, đi, wow. đi dài vô đây cái à. Đi đi chơi đi. À, chút nữa lại nha. Chút cô. Chưa chú cô đi đảo vòng chú cô lại nha. Cô biết ơi, chút lại. Wow. Chút nữa chú lại nha. Chút quay. Chút 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 nó lại nha. Cái gì? Cái ông đi bóc gạo kìa, ông nói gì vậy? Lại ngồi lễ ha. Chút quay, chút quay. Chút lại hả? À? Kìa bóc gạo đó, chút nó lại. Sò huyết nữa. Phải không? Đâu có đâu phải sò. Cái này sò lông. Ờ sò huyết có nữa kìa. Đó chút lại, chút lại. Wow, ốc lát nữa ăn ở đây chút. Ăn không? Muốn ngồi ăn chơi đi đảo nằm á. À chưa chưa. Ngọc cá đất cua, cũng như cua mì quảng, bún mì quảng, đây không tiếp bò kho. Ờ chưa chưa, chút nữa nha. Trưa này mình hay gửi. Vừa ăn xong. Đi. Vậy giờ anh đi mua quần phải không? Thôi bây giờ đừng đi vô đồ ăn nữa. Đi đi anh mua đồ đi. Thẳng vô luôn hả? Ừ. Rồi đi. Bờ thế là để mọi người cái này đi ra đường ngoài rồi. Đi lấy này bây giờ. Để con trong này hình như em nhớ trong này có toilet đó. Hello anh Liêm, em với anh Liêm Lan với anh Liêm đang ngồi uống nước dừa. Đó uống đây anh. Cảm ơn chị. Chúc chắc em làm thêm cái ly kia nữa quá. Ngon quá, sập mũ lửa. Cái này bên đây là sập mũ lửa phải không em? Cái chất mẹ bây giờ bác mua với ăn liền chứ. Muối là 2 muối. Cái hộp này nhiêu chế? Như đây hả? Như đây là 450 nè. 450. Cộng nguyên tâm sữa lép 100%. Còn cái đây, cái hộp, mấy cái vàng này là sao chứ? Vàng 2 hộp đó là 350. 350 phải không chế? Một 350 là 20 đô. Ba hơn 20 đô chút xíu. Thôi chỉ mua một muối thôi. Đâu còn một muối đó. Tại nó không cho sách lên xe. Chị trả đi. À, rồi cốc quá chế, trái cốc đó chị em. Thôi thôi thôi. Không, không, em mua lâu quá em không ăn. Cốc chín nhiều trái chế. Bằng ký hả? Thôi, ăn cái gì mà. Ủa mà đâu có dao đâu vậy khách sạn ăn. Thôi vậy không thầy ăn sầu riêng ha. Nãy giờ Lan ăn sầu riêng xong rồi nha bà con. Bây giờ đi ra khỏi chợ Bến Thành đi kiếm đồ ăn khác ăn nữa nha. Bye bye bà con, hẹn lại clip sau. Bye bye.